Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếp sức em đến trường của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Cao Bằng và Viettel Cao Bằng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục hành trình tiếp sức những ước mơ con chữ, ngày hôm nay chương trình đã có mặt tại huyện Thạch An và tại đây chúng tôi muốn kể cho quý vị và các bạn câu chuyện về cô bé mồ côi mẹ nhưng vô cùng hiếu học, em Triệu Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở quan trọng huyện Thạch An. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Lán nhỏ ven đường này là nơi trú ngụ của hai chị em Triệu Thị Kim Ngân và Triệu Thị Kim Nga. Vốn dĩ các em cũng có tuổi thơ và mái ấm như bao bạn bè. Thế nhưng biến cố lần lượt ập đến khiến tuổi thơ của em không còn được trọn vẹn. Mẹ bị sát hại trong vụ thảm án gây chấn động ở xóm núi. Nhà các em cũng bị kẻ thủ ác phóng hỏa cháy rụi. Bố vướng vào cảnh lao lý, các em chỉ còn có thể nương tựa vào bà và chú. Từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, các em cũng không còn quay trở lại nơi gợi lên ký ức đau thương, mà được bà và chú dựng một lán nhỏ gần trường, cũng gần nhà chú thím để tiện việc đi học. Nhưng trong lán nhỏ này thiếu thốn đủ thứ, chỉ là một góc ghép mấy tấm ván để nằm, một góc để nấu nướng. Mọi sinh hoạt đều loay hoay, chật chội, bàn học cũng ngay trên giường ngủ. Cứ như vậy, hai chị em dần trưởng thành, mạnh mẽ vươn lên như cỏ cây trong rừng, gai góc đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Niềm vui duy nhất là mỗi ngày được đến trường với thầy cô và các bạn. Sau khi mẹ mất thì là cuộc sống của hai em thì như thế nào? Kiểu cũng khó khăn, đều thốn. Khác so với lúc lúc mẹ còn thì như thế nào? Khác thiếu thốn nhiều thứ hơn, với lại lâu lâu thì buồn chán hơn nhiều. Cái cuộc sống của mình ngày trước khi còn mẹ thì như nào, và sau khi mà xảy ra cái sự việc kia thì nó đã đảo lộn cuộc sống của các em như thế nào? Các em phải di chuyển đến những nơi khác để ở rồi đi học, rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào nhỉ? Đi học thì phải chọn học, không được ở cùng với bố mẹ. Có khi nào mà cảm thấy là giá như là cái sự việc kia đừng xảy ra, để mà khi mà đến bây giờ là mình vẫn còn mẹ và cái cuộc sống của mình nó cũng không đến nỗi khó khăn như thế này? Có nhiều lần tự nghĩ trong đầu mà là cố lên không được nghĩ nữa. Thế xong kiểu từ đấy đến bây giờ cứ nghĩ thế mãi đến bây giờ. Đều tự nhủ với nhau như thế. Ừ. Em thì Ngân thì đã lớn hơn rồi, nhưng mà còn đối với Nga thì mỗi khi mà gặp những cái khó khăn ấy thì lúc đấy em cảm thấy như thế nào? Buồn ạ. Thế thì làm thế nào để vượt qua? Có tâm sự với chị không, hay tâm sự với bà hay với chú thím không? Có. Thế là bây giờ là hai chị em sau khi mà mẹ mất thì là chuyển đến đây ở rồi như thế nào nhỉ? Đi học ra làm sao? Có thể chia sẻ với cô. Đi học thì vẫn bình thường. Đến đây ở thì ai là cái người chu cấp và chăm lo cho các em? Bà. Thế là nhà này, cái lán này thì dựng lên từ bao giờ rồi, và ai là người dựng cho các em để các em xuống đây không? Cái lán này dựng được 1-2 năm rồi. Ông bà dựng với lại mấy chú ở dưới bản. Ở lán này thì khác với ở nhà của các em như thế nào? Ở đây mình thiếu thốn hơn ở nhà, lại kiểu ồn ào đấy, buồn. Nhưng mà để đến đi học cho tiện hơn và để gần trường hơn thì bắt buộc phải ở đây đúng không nào? Vâng. Vậy thì xuống đến đây thì ai là người thường xuyên nhắc nhở các em và động viên các em học tập? Chú thím với lại bạn bè. À, tức là ở trường cũng có thầy cô và có các bạn đúng không? Ừ. Cô được biết là ở trường ấy thì cô chủ nhiệm của các em, cô thì cũng rất là quan tâm. Thì những cái lúc đấy thì em với cô chia sẻ với nhau như thế nào?
Em cũng không hay chia sẻ với thầy cô lắm. Kiểu toàn chia sẻ với bạn bè không? À, là có bạn bè gọi là động viên và chia sẻ với mình nhiều hơn thôi đúng không? Hãy các em cứ cởi mở lên, có thể thầy cô cũng là một cái động lực để cho mình có thêm sức mạnh và có thêm nhiều những cái lời khuyên để mình vượt qua được những cái khó khăn của bây giờ. Thế thì như Ngân thì là em cảm thấy mình học tốt môn nào nhất? Em thấy mấy môn về như giáo dục công dân ấy. À, tức là các môn xã hội ấy. Thế còn Nga? Môn khoa học ạ. À, thế Nga lại thích môn khoa học hơn. Thế thì mình thường được điểm cao ở môn gì nhất nhỉ? Khoa học. Thế là khi mà có những điểm bài được điểm cao như thế thì các em cảm thấy như nào vậy? Và thường khoe với ai đầu tiên? Khoe với bạn bè. Thế còn với Nga có vui không? Có. Cao đấy em khoe với ai chứ? Bạn bè. Cũng với bạn thôi. À, thế tức là với các em thì bạn bè ở gần đây là có vị trí và cũng rất là quan trọng. Kể cả tinh thần cũng như là động viên các em đúng không? Vâng. Ông bà với lại mấy người thân ở xa quá. À, ở xa quá. Thì thường thường là bà chỉ một tuần mới ghé qua một lần thôi, nên là cũng không có nhiều thời gian để mà chia sẻ với bà đúng không? Ừ. Thế thì sau này ước mơ của các em là gì? Bạn Nga, ước mơ của em làm gì? Em có thể chia sẻ với cô không? Chưa nghĩ ra. Chưa biết ước mơ của mình là gì luôn. Thế còn với Ngân, em nay đã lên lớp 9 rồi, vậy thì em có ước mơ gì? Em muốn gia đình không tan rã như bây giờ. Muốn trở lại những ngày tháng như lúc còn mẹ. Cái điều đấy thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà trở thành hiện thực được rồi, vì thời gian sẽ không quay trở lại đúng không nào? Thế thì bây giờ thì cái việc học tập của các em thì đổ rất là nhiều vào ông bà cô chú, vậy thì các em sẽ động viên nhau như thế nào để sau này mình có cuộc sống tốt đẹp hơn nhỉ? Tự nhủ với bản thân là mình phải cố gắng học thật giỏi để ông bà không phải lo lắng. Dù là chưa biết của ước mơ của các em là gì, nhưng mà cô sẽ chúc cho các em là vững bước trên con đường học tập, để cho mình có một cái hành trang để có đến với một tương lai tốt đẹp hơn nhất. Vâng, con cảm ơn cô. Cố gắng lên nhá. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh về những lán trại tạm bợ như thế này ở gần trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trọng mà quý vị và các bạn đang thấy ở đây chính là những nhà bán trú dân nuôi được các em học sinh dựng tạm để đến trường. Và các em học sinh thì ở nhà xa trường cách gần 10 km thì đây chính là giải pháp để các em hàng ngày đến trường để theo học ước mơ con chữ. Và sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn trò chuyện với cô giáo Kim Anh. Cô là chủ nhiệm của em Ngân ở trường Quan Trọng. Và thưa cô, những lán trại như thế này thì có phổ biến ở trường mình không ạ? Có nhiều lắm em ạ, phải hơn 40 lán cơ. Mà những lán như này còn gọi là kiên cố rồi. Có những cái lán mà ở cách đây 1 km ấy, còn chỉ dựng bằng tre nứa thôi. Mà năm ngoái mình có xin đăng lên Facebook xin bạt ấy để về quê cho các em. Mà không được chắc chắn, gỗ chắc chắn như này đâu mà tre nứa đan vào nhau thôi, rất là khó khăn. Mà hoàn cảnh điều kiện của các em đấy, tất cả mọi sinh hoạt đều ở trong một cái lán rất là bé. Mà ở đây là có hai em, có những cái lán ở trong khu vực trong kia ấy, thì 3-4 em là một lán bé như này cơ. Rất là nhiều, cả trường, cả cấp 1, cấp 2 thì vào hơn 40 lán. Cái điều kiện sinh hoạt của các em ở những lán trại tạm bợ là cũng không đảm bảo đâu đúng không ạ? Không đảm bảo đâu em ạ, thiếu nước này rồi là đồ dùng sinh hoạt, ngay cả những cái rổ giá rồi xô đựng nước ấy, thiếu thốn rất là nhiều.
Thế nhưng mà các em vẫn hàng ngày vượt qua để đến trường? Vẫn đi học đều, sáng đi, trưa về, chiều lại đi tiếp. Thế thì các cô giáo và ban giám hiệu nhà trường đã giúp đỡ các em như thế nào ạ? Trường chị thì cũng hàng ngày thì là các cô cũng, nếu mà không xin được ở đâu thì các cô cũng quyên góp mì tôm cho các em. Mì tôm để hỗ trợ ăn sáng ấy. Rồi cá mắm, hay mua cá mắm cho các em. Em được biết là như bản thân của chị ấy, thì cũng đã từng kêu gọi rất là nhiều lần trên Facebook để giúp đỡ cho các em. Cũng một số lần, ví dụ như các em bây giờ tới này vào đầu năm học này, đa số là không có tiền mua sách giáo khoa. Với những em mà học chương trình cũ thì nhà trường có thể cho mượn sách giáo khoa, nhưng mà bây giờ vào đầu năm học mới, mỗi bộ sách giáo khoa đắt quá, nhiều phụ huynh không có điều kiện để mua ấy, thì chắc lại chuẩn bị xin một số những nhà hảo tâm nữa. Tại vì đa số 70% là học sinh nghèo ấy. Nếu như là chương trình cũ ấy, thì nhà trường đã được ở các cơ quan hỗ trợ nhiều sách, nhưng mà sách mới 2 năm nay mới thay ý, mỗi bộ lại đắt quá nên là phụ huynh không đủ tiền đâu. Vâng, mặc dù là cuộc sống rất là khó khăn và đến cả bộ sách giáo khoa thì cũng nhiều gia đình không mua được cho con em của mình. Thế nhưng mà chị thấy cái tinh thần học tập của học sinh vùng cao của trường mình như thế nào ạ? Mình thì cũng đi dạy nhiều trường ở Thạch An rồi, nhưng mà đến đây thì thấy các em rất là chăm học, đi học đều, không bỏ học như nhiều xã khác. Ở đây mình không có chuyện là đi vận động học sinh nhiều như ở một số xã khác đâu. Đa số các em tự giác đến. Mặc dù là ở trọ trong các lán hoàn cảnh rất là khó khăn đấy, thiếu cơ sở vật chất, nhưng mà các em đi học đều lắm. Về hai chị em học sinh, em Ngân và em Nga ấy, thì theo chị đánh giá thì là mặc dù hoàn cảnh khó khăn như thế và gặp phải những cái rất là éo le trong cuộc sống, thế nhưng mà các em đã vượt qua như thế nào ạ? Ngân với Nga thì đấy, như trước mình cũng đăng lên Facebook để xin trợ cấp cho hai em ấy, thì mình cũng nói qua là mẹ Ngân thì lại bị giết trong vụ truy sát cách đây 4 năm ấy. Thì cho nên là từ khi mẹ mất thì hai em rất là khó khăn, vất vả. Nhưng mà cũng được cái là cả hai đều chăm học, cũng được học lực khá, cũng chịu khó đi học đầy đủ. Vâng, vì một cái mặt bằng là đa số là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì đối với Ngân và Nga thì lại càng khó khăn hơn khi mà không có bố mẹ ở bên cạnh nữa rồi. Vậy thì chị thấy cái tinh thần học tập của các em so với các học sinh ở đây thì như thế nào? Nói chung là các em có ý thức học tập, bởi vì là cũng tự ý thức được bản thân rồi, các cô cũng động viên nhiều, cho nên là các em cũng học khá tốt. Như Ngân ấy thì cũng học sinh khá cứng, Nga cũng học sinh khá, cả hai em đều học tốt. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm để giúp đỡ những học sinh vùng cao của trường quan trọng nhiều hơn nữa, để các em có thể đến trường một cách đầy đủ hơn. Chị cảm ơn, cũng hy vọng thế em ạ, tại vì năm học mới lại bắt đầu ấy, thì các em đa phần là xa gia đình, có những mà rất là xa, bước bộ, có những em bước bộ mấy tiếng mới đến cơ. Nên là đến khi đi ra học thì bố mẹ lại phải lo cho nhiều thứ, ngoài sách vở thì quần áo, rồi đồ ăn thức uống hàng ngày. Xong kiểu ở lán nữa thì toàn phải ăn đồ khô thôi, bởi vì thịt ý thì 5 ngày mới có một phiên chợ, thì các em cũng không có tủ lạnh để bảo quản ấy. Cho nên là cũng rất là khó khăn. Mong rằng là trường mình sẽ sớm có nhà bán trú để các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Năm nay là cũng nhà bán trú cũng của trường cũng vừa xây xong rồi. Nhưng mà chị cũng, cái này đừng lấy vào nhé, cái này cũng không biết là khi nào được nhà trường được là lên trường bán trú. Bây giờ vẫn là trường tiểu học và trung học cơ sở quan trọng thôi. Mong rằng là sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để các em học sinh của trường quan trọng sẽ có một hành trình đến trường được tốt hơn chị nhỉ. Cũng mong thế em ạ. Cảm ơn chị ạ. Quan trọng là xã xa xôi và khó khăn nhất của huyện Thạch An. Nơi đây còn rất nhiều các em nhỏ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng có lẽ chính những khó khăn của thực tại đã khiến cho các em nỗ lực vươn lên. Với cô bé Triệu Thị Kim Ngân và Triệu Thị Kim Nga, mẹ mất, nhà cũng không còn, chỉ trong một đêm, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng không vì vậy mà các em đầu hàng trước số phận.
dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn hướng về phía trước và đạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập. Có lẽ hơn ai hết, các em hiểu rằng để bước ra khỏi bóng tối đến với tương lai tốt đẹp hơn thì học tập là con đường tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp sức cho em Triệu Thị Kim Ngân trên con đường học tập, ngày hôm nay chương trình và các nhà tài trợ đã có mặt tại khu lán mà các em vẫn hàng ngày ở đây để học. Và bây giờ xin mời cô Vũ Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng và đại diện Hội Khuyến học huyện Thạch An trao học bổng đến em ạ. Xin mời đại diện của công ty Viettel Cao Bằng trao học bổng đến em ạ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi nhân vật của chương trình Tiếp Sức Em Đến Trường đều có những hoàn cảnh rất khác nhau. Mỗi người đều có những hoàn cảnh éo le riêng. Thế nhưng, tựu chung lại, các em đều có một tinh thần, một nỗ lực học tập mà đều khiến chúng ta đáng phải ngưỡng mộ. Và đối với em Triệu Thị Kim Ngân và em gái của mình cũng như vậy. Các em đều vượt lên hoàn cảnh, vượt lên những cái khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục con đường đến trường. Và chương trình Tiếp Sức Em Đến Trường kỳ này của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.